Có lẽ hiện tại Trung Quốc đã bắt đầu thấm mệt với những chiếc mặt nạ và vai diễn chú cừu non hay người bạn thiện lành trước các động thái ngày càng quyết liệt hơn của Mỹ. Bốn tên lửa với tên gọi sát thủ tàu sân bay đã được phóng đi để cảnh cáo việc Mỹ dám tung chiến cơ U-2 Quý Bà Rồng trinh sát vào vùng mà Trung Quốc tự cho là cấm bay. Chưa dừng lại ở đó, trong một bản xã luận vừa được đăng tải mới nhất trên tờ Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc đã trù dập hành động mà Mỹ và nhiều nước đang nghĩ là thay trời hành đạo, thậm chí là cảnh cáo Mỹ hãy nhớ đúng tên sàn chiến này là Biển Đông chứ không phải là vùng biển Caribe trong phim Hollywood mà có thể diễu võ dương oai. Và điều thú vị trong bản xã luận Trung Quốc đó là không ai biết được cơ sở cho những luận điểm của Trung Quốc đã được chứng thực từ đâu. Một điều đơn giản như là cách gọi quận Tây Sa đã từng vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Việt Nam vẫn được sử dụng hồn nhiên trong bài. Hay cái cách mà Trung Quốc cho rằng mình đang tập trận tại ngưỡng cửa nhà mình nhưng không cho biết giới hạn của ngưỡng cửa ấy là ở đâu. Ai đúng, ai sai hẳn là điều còn bỏ ngỏ. Nhưng trước mắt, các nước đã đồng lòng lên tiếng. Sẽ chẳng có ai có thể một tay che cả bầu trời tại Biển Đông này. Ấn Độ đã điều động tàu chiến, Nhật Bản bắt tay Mỹ nâng cấp tên lửa. Sàn chiến Biển Đông tuần này sẽ đi về đâu? Hãy cập nhật trong bản tin Biển Đông mới nhất hôm nay của FBNC. Theo một nguồn tin đã được tiết lộ vào ngày hôm qua 30 tháng 8 từ các cơ quan truyền thông Ấn Độ như hãng thông tấn ANI Ấn Độ, kênh Atak và báo India Today, cho rằng Ấn Độ đã điều tàu chiến đến Biển Đông sau khi căng thẳng leo thang với Trung Quốc ở biên giới hồi đầu tháng 6. Cụ thể, vài tháng sau cuộc đụng độ ở thung lũng Gangwon, phía đông Ladakh khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, hải quân Ấn Độ đã điều một số các tàu chiến ở tuyến đầu tới Biển Đông. Và tất nhiên, Ấn Độ không hề cô độc trong nước đi này. Trong khi các tàu Ấn Độ đã được điều động đến Biển Đông, thì Mỹ cũng điều các tàu khu trục và hộ tống đến đây. Tàu chiến của Ấn Độ đã liên tục duy trì liên lạc với các đối tác của Mỹ thông qua các hệ thống liên lạc được bảo đảm. Tàu chiến của Ấn Độ cũng thường xuyên được cập nhật thông tin về sự di chuyển của những tàu quân sự thuộc các nước khác ở Biển Đông và toàn bộ sứ mệnh được tiến hành sao cho không gây sự chú ý của dư luận đại chúng. Trong kế hoạch bày binh bố trận, hải quân Ấn Độ điều các tàu chiến đến eo biển Malacca, gần các quần đảo Andaman và Nicobar, cũng như tuyến hàng hải mà hải quân Trung Quốc đi vào Ấn Độ Dương nhằm giám sát chặt chẽ các hoạt động của tàu chiến Trung Quốc. Các nguồn tin cho hay hải quân Ấn Độ có đủ năng lực để theo dõi bất kỳ sự bất ngờ nào của kẻ thù ở phía đông lẫn phía tây. Hải quân Ấn Độ còn có các kế hoạch mua và điều động các tàu ngầm không người lái và các hệ thống cảm biến khác nhằm theo dõi sự di chuyển của hải quân Trung Quốc từ eo biển Malacca vào khu vực Ấn Độ Dương, cũng như các tàu của Trung Quốc ở khu vực Djibouti nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia theo ANI. Hiện tại, động thái trên của hải quân Ấn Độ đã chọc giận chính phủ Trung Quốc. Trong vòng đàm phán ngoại giao giữa hai bên, phía Trung Quốc đã phàn nàn về sự hiện diện của tàu chiến Ấn Độ tại khu vực tranh chấp này. Tuần qua, theo báo cáo Japan Times, đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tại Guam. Trong cuộc hội đàm, thì hai bên đã cùng bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc ngày 26 tháng 8 vừa qua đã phóng tên lửa hướng vào khu vực Biển Đông, đồng thời mạnh mẽ phản đối việc đơn phương thay đổi hiện trạng của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông và cả Hoa Đông, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên khắp thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phê phán rằng hành động của Trung Quốc tại Biển Đông và Hoa Đông là ác ý. Đồng quan điểm trên, người đồng cấp ông Kono cũng chia sẻ nguyên văn rằng: "Đối với vấn đề Biển Đông và Hoa Đông, chúng tôi xin xác nhận rằng cả Mỹ và Nhật sẽ cực lực phản đối mọi quốc gia đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực." Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ông Kono cũng đề cập với người đồng cấp Esper về việc Trung Quốc phóng 4 tên lửa đạn đạo ở Biển Đông hồi giữa tuần này trong cuộc tập trận trái phép quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Lo ngại động thái này có thể gây mất ổn định khu vực và ông sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình. Đây cũng là cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên giữa hai bộ trưởng kể từ tháng 1 năm 2020. Sự kiện này cũng diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Nhật Bản Abe thông báo ý định từ chức. Cộng với việc Biển Đông xuất hiện nổi bật trong chương trình nghị sự sau cuộc gặp, có thể thấy Nhật đã phát đi một số tín hiệu cho thời kỳ hậu Abe. Hãng thông tấn Kyodo cho biết sau cuộc gặp, ông Kono và ông Esper nhất trí xung quanh một số vấn đề về hợp tác quốc phòng, các lĩnh vực hẹp là tìm sự lựa chọn thay thế cho hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore. Nhắc đến chương trình tên lửa Aegis Ashore, khởi thủy mục đích chế tạo tên lửa này của Nhật Bản là để làm giải pháp trước việc phát triển tên lửa của Triều Tiên. Tuy vậy, khi được đề cập trở lại nội dung hợp tác quốc phòng lần này giữa Nhật Bản và Mỹ, chương trình tên lửa Aegis Ashore có khả năng phải chuyên sâu và nâng cấp hơn thế. Bởi lẽ, điều đáng nói là mức độ nguy hiểm mà tên lửa Trung Quốc đang sử dụng để xua đuổi tàu sân bay Mỹ khỏi Biển Đông. Theo ghi nhận, đầu đạn được trang bị phương tiện lướt siêu thanh. Khi được phóng, chúng sẽ như tên lửa đạn đạo.
Ngay sau đó, nó sẽ giống tên lửa hành trình và các phương tiện phòng thủ thông thường sẽ không đủ khả năng can thiệp. Đó cũng là lý do mà Mỹ và Nhật Bản cần nâng cấp các chương trình tên lửa hiện tại của mình. Đồng thời cũng thông qua cuộc thảo luận, Mỹ yêu cầu Nhật Bản phải có những hành động cứng rắn hơn. Cụ thể, trong giai đoạn này thì Washington không giấu tham vọng kêu gọi đồng minh gia tăng sức ép với Trung Quốc. Nhật Bản thì kêu gọi giải quyết vấn đề một cách hòa bình dựa trên pháp luật quốc tế, đồng thời nhấn mạnh rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong vấn đề Biển Đông. Tâm điểm căng thẳng quân sự mới nhất của Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông có thể nói là việc một máy bay do thám của Washington bay đến giám sát cuộc tập trận của Bắc Kinh gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Cụ thể, tuần rồi, chiếc máy bay U-2 với biệt hiệu là Dragon Lady, tạm dịch là Quý Bà Rồng, đã bay vào vùng cấm bay, nơi chiến khu Bắc Bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, gọi tắt là POA, đang tập trận bắn đạn thật. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng hành động này của Mỹ là gây cản trở nghiêm trọng các hoạt động huấn luyện bình thường của Trung Quốc. Tuy vậy, không quân Mỹ đã rất điềm tĩnh đáp lại. Không quốc gia nào được đơn phương lập vùng cấm bay, không quân Mỹ tuyên bố. Và vì vậy, theo thông báo của lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ tới hãng tin Columbus, thì chiếc máy bay này không đi vào không phận của Trung Quốc. Dù thế, hành động của Mỹ đã khiến quân đội Trung Quốc bắn tới 4 tên lửa đạn đạo chống hạm tầm trung ra Biển Đông để cảnh báo. Trong khi đó, thông tin ban đầu từ cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc chỉ đưa tin là 2. Một trong hai tên lửa chính thức là Đông Phong 26B được phóng từ Thanh Hải và một tên lửa chống hạm Đông Phong 21D Carrier Killer, tạm dịch là sát thủ tàu sân bay, được phóng từ Chiết Giang, trong khi hai tên lửa không rõ tên tuổi được cư dân mạng và các báo đài truyền tin là đã đi quá xa so với mục tiêu. Điều này đã làm dấy lên một nghi ngại về sự vội vàng có phần manh động của Trung Quốc trong việc triển khai các hành động đáp lại của mình trên Biển Đông. Vậy năng lực của U-2 Quý Bà Rồng ra sao mà có thể khiến cho Trung Quốc thể hiện sự lúng túng trong hành động như thế? Gần 45 năm qua, phi đội này đã vô số lần triển khai những chiếc U-2 thu thập hình ảnh và tín hiệu tình báo về Triều Tiên và Trung Quốc. Chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh tuần tra Biển Đông và thách thức các tuyên bố chủ quyền trái phép của Trung Quốc ở vùng biển này. Một trong những khí tài quân sự quân đội Mỹ thường sử dụng trong các lần triển khai hiện diện ở Biển Đông là máy bay do thám U-2. Theo Bloomberg, Quý Bà Rồng ban đầu được sản xuất và sử dụng cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA. U-2 là loại máy bay do thám rất nổi tiếng của Mỹ và từng có vai trò lớn trong cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ, Liên bang Xô Viết và Cuba. U-2 cũng từng được triển khai ở các chiến trường Iraq và Afghanistan. Sau chiến tranh vùng vịnh, Mỹ để lại một số lượng máy bay U-2 ở Saudi Arabia để giám sát việc Iraq tuân thủ thỏa thuận hòa bình. Có thể nói không quân Mỹ vẫn ưa chuộng sử dụng U-2, dù sau khi loại máy bay này ra đời giữa thập niên 1950, Mỹ còn phát triển nhiều loại vệ tinh do thám và nhiều công nghệ tiên tiến khác. Có thể nói thực tế này cho thấy rõ nhất tính hiệu quả và kiên cường của loại máy bay này. Cựu giám đốc CIA George Ionet từng gọi sự phát triển máy bay U-2 là một cuộc cách mạng trong ngành tình báo, và đến giờ thì U-2 vẫn được xem là một thành tựu bước ngoặt trong việc phát triển công nghệ do thám của Mỹ. Chuyến bay tuần rồi của chiếc U-2 đến Biển Đông là sự nhấn mạnh nữa về khả năng vượt trội của loại máy bay do thám này, mà các sản phẩm công nghệ tiên tiến sau này vẫn chưa thể theo kịp. Tầm bay của U-2 là hơn 21 km. Vì U-2 bay ở độ cao ấn tượng nên các phi công điều khiển loại máy bay này phải bận những bộ đồ bay giống như trang phục của các phi hành gia. Thời gian gần đây, không quân Mỹ có ý định cho dàn máy bay U-2 về hưu, nhưng Quốc hội Mỹ không đồng ý, và thay vào đó là một kế hoạch nâng cấp. Hồi tháng 4, tập đoàn Lockheed Martin Corp. nhận được hợp đồng trị giá 50 triệu đô la Mỹ để nâng cấp yếu tố điện tử cho dàn máy bay U-2. Phiên bản U-2 hiện tại được trang bị thiết bị truyền tải tín hiệu tình báo có thể cung cấp các dấu hiệu về hoạt động ở các khu vực Mỹ quan tâm. Trong một bài xã luận mới đây được đăng tải trên Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc, đã đanh thép phản bác những tuyên bố mới nhất của Mỹ và cảnh báo Mỹ cẩn trọng với từng hành động của mình, vì Biển Đông không phải là Caribe. Mở đầu luận điểm, Trung Quốc đã dẫn lời của Bộ Quốc phòng Mỹ DOD đưa ra hôm thứ Năm ngày 27 tháng 8 tuần trước, rằng Mỹ chỉ trích các cuộc tập trận của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, gọi tắt là POA, ở Biển Đông, và cáo buộc rằng việc bắn tên lửa đạn đạo làm mất ổn định thêm tình hình ở Biển Đông. Tuyên bố của Mỹ cũng tuyên bố rằng hành động này trái ngược với cam kết không quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng kêu gọi các biện pháp trừng phạt chống lại Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng việc Mỹ đáp trả quyết liệt như vậy từ sau vụ POA đã phóng tên lửa Đông Phong 21D và tên lửa Đông Phong 26B xuống Biển Đông, vốn được coi là sát thủ tàu sân bay. Tuy nhiên, Trung Quốc cho rằng vấn đề ở đây là làm gì quốc gia nào trong khu vực
có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc sở hữu hàng không mẫu hạm ngoài Mỹ. Như vậy, nếu POA thực sự phóng tên lửa vào Biển Đông, điều này có liên quan gì đến các nước trong khu vực Biển Đông không? Từ đó, thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc mạnh mẽ khẳng định, Bộ Quốc phòng Mỹ TOD đã nói lung tung về sự ép buộc của Trung Quốc đối với các nước láng giềng. Thậm chí, thời báo Hoàn Cầu còn kỹ lưỡng ghi nhận từng trở mình của Mỹ trên Biển Đông. Đầu tiên, khi đầu năm gốc chỉ trích cuộc tập trận POA, các máy bay trinh sát của Mỹ đã bay qua Biển Đông và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường là USS Mustang của nước này đã xâm phạm lãnh hải Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Tây Sa. Chính Washington liên tục điều các máy bay chiến đấu đến Biển Đông để uốn nắn cơ bắp và gửi đi thông điệp rằng Mỹ muốn thống trị Thái Bình Dương. Từ đó, cơ quan ngôn luận của Trung Quốc đã bỏ ngỏ một câu hỏi ở đây, ai mới là kẻ quân sự hóa trên Biển Đông? Những dòng lý luận dồn Mỹ vào vai chó sói gian ác liên tục được đưa ra như nguyên văn sau đây. Từ bên kia Thái Bình Dương, Mỹ gửi lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến đến Biển Đông. Trong khi đó, họ cáo buộc các cuộc tập trận POA trước ngưỡng cửa của Trung Quốc là quân sự hóa vùng biển. Với cách nói một đằng và làm một nẻo như vậy, Washington đã biến những hành vi vô liêm sỉ của mình thành thói quen khiến người ta phải giật mình. Điều thú vị là thời báo Hoàn Cầu đang ngang nhiên sử dụng cái tên quần đảo Tây Sa để gọi quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, dẫu Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng bất bình phản đối việc tự ý đặt tên này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam là bà Lê Thị Thu Hằng đã từng phát biểu, việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và các hành vi có liên quan đã vi phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam, không có giá trị và không được công nhận. Điều thú vị tiếp theo là việc sử dụng từ ngưỡng cửa để gọi các vùng biển mà Trung Quốc đang tập trận hoàn toàn là sân nhà của Trung Quốc và rằng Trung Quốc đang hợp pháp những cuộc tập trận của mình. Tuy vậy, câu hỏi được đặt ra đâu là giới hạn của ngưỡng cửa mà Trung Quốc đang tự vẽ ra trên Biển Đông. Tờ báo chính thống của chính quyền Trung Quốc còn khẳng định một lời cảnh báo gửi đến Mỹ rằng một khi Mỹ đã gia tăng các hoạt động quân sự ở Biển Đông nhằm vào Trung Quốc, BOA cũng sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tập trận và đối phó mạnh mẽ để làm loãng sức ép của Mỹ. Trung Quốc không thừa nhận hay phủ nhận các vụ phóng tên lửa, nhưng sự im lặng này là một lập trường Mỹ nên cảm nhận được áp lực từ BOA. Bài xã luận của thời báo Hoàn Cầu đã kết thúc với những câu chốt đầy hàm ý và sâu sắc gửi đến Mỹ. Biển Đông không phải là vùng biển Caribe nơi quân đội Mỹ có thể hành động tùy tiện. Và một lời khẳng định sau cùng, Trung Quốc vẫn giữ luận điểm của mình không phải kẻ khơi mào cuộc chiến. BOA không hề bắn phát đạn nào đầu tiên cả. Cả hai tên lửa Đông Phong 21D và Đông Phong 26B đều chỉ là phát thứ hai trên sân khấu này.